Xin chào mọi người đang xem kênh Tiểu Bảo Ngọc TV. Hôm nay gia đình Tiểu Bảo Ngọc TV lại giới thiệu đến mọi người một món ăn rất là ngon nè. Đó là món khâu nhục. Khâu nhục được bắt nguồn từ văn hóa của người Quảng Đông Trung Quốc và được du nhập vào văn hóa ẩm thực của người Việt Nam mình rất là lâu rồi. Với cách chế biến cầu kỳ một chút xíu nhưng mà nguyên liệu rất là dễ tìm thì đã cho ra một món ăn rất là ngon. Hôm nay để thực hiện món khâu nhục dễ làm như thế nào thì mời cả nhà cùng vào bếp với gia đình Tiểu Bảo Ngọc TV nha. Để thực hiện món khâu nhục hôm nay của chúng ta thì mình sẽ chuẩn bị 1kg thịt ba rọi. Ba rọi này mình đã rút xương rồi ha. Gia vị ở đây mình sẽ có bột ngũ vị hương, hạt nêm gà, bột ngọt, đường phèn, dầu hào, nước tương, hành tím, gừng, tỏi. Ở đây mình chuẩn bị thêm củ khoai môn. Rau ăn kèm hôm nay mình sử dụng cải ngồng thái ha. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi sơ chế cái phần thịt này. Mình qua áp chảo. Đầu tiên mình sẽ làm nóng chảo ha. Sau đó mình sẽ cho miếng thịt vào trong chảo và mình chà cái phần da này xuống cái nền chảo. Mình áp chảo mà cái phần da nó vàng lên như thế này là được nha. Sau khi mặt da đã vàng đều như thế này rồi á thì mình sẽ mang đi rửa sạch và cạo cái lớp da này đi nha. Sau khi miếng thịt của mình đã cạo sạch rồi như thế này thì mình sẽ thả vào trong cái nồi nước sôi để mình luộc ha. Mình sẽ luộc cái phần da trước nha, bởi vì cái phần da mình sẽ cần chín nhiều hơn. Mình thả vào trong cái nồi nước luộc này bao gồm gừng, hành tím. Sau khi mình luộc miếng thịt á, mình kiểm tra cái phần da mà nó nở ra là được nha. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra và để ngâm trong nước lạnh 10 phút. Phần thịt heo sau khi mà mình đã ngâm qua nước lạnh 10 phút thì mình sẽ lấy ra và thấm cho thật khô ha. Mình thấm cái phần da này cho thật khô nè, bởi vì lát nữa mình sẽ chiên cái phần da này trước. Cả nhà nhớ là luộc cái phần da nó vừa nở ra nha. Sau đó thì mình dùng cái vật nhọn mà mình xăm cái phần da này, xăm đều lên nhé. Mình xăm kỹ cái phần da này nha cả nhà, để có một cái phần khâu nhục ngon á thì mình phải chọn miếng ba rọi thật là kỹ. Cái phần ba rọi thịt phải dính liền với lại da, tốt nhất là cả nhà nên chọn ba rọi rút xương ha, thì cái khối thịt nó sẽ rất là ngon. Sau khi đã xăm xong thì mình sử dụng phần nước tương, mình quét đều lên cái phần da nè. Rồi bây giờ mình sẽ để qua một bên, mình ướp trong vòng 10 phút nha. Trong khi chờ đợi cái phần da heo thấm với lại nước tương thì bây giờ mình sẽ đi chiên khoai môn trước. Khoai môn thì cả nhà cắt đều từng miếng ra 1cm ha. Và dầu ăn thì mình để cho sôi lên 150 độ. Dầu thật là sôi thì mình mới thả khoai môn mà mình chiên. Như vậy thì cái phần khoai môn chỉ cần nó chín, nó giòn cái lớp ngoài là được. Và phần trong thì vẫn giữ nguyên, chưa có chín ha. Rồi lúc này dầu ăn của mình đã sôi lên như thế này rồi thì mình sẽ thả khoai môn vào. Sau khi mình kiểm tra cái phần khoai môn đã có một cái lớp vỏ bên ngoài giòn đều như thế này á, thì mình sẽ gấp ra ha. Bởi vì cái mục đích mình chiên qua sơ như thế này á, lát nữa khi mà mình mang cái phần khâu nhục đi hấp á, cái phần khoai môn của mình nó sẽ không có bị nhão ra nha. Sau khi cái phần thịt của mình đã ướp lên với nước tương rồi thì mình sẽ thấm sơ lại cho nó khô cái phần da này đi. Cái phần nước tương thừa nó không có thấm hết vào trong thịt á, thì mình sẽ thấm khô lại ha. Thì mình sẽ thả miếng thịt vô.
mình kiểm tra là thấy một mặt nó vàng như thế này thì mình sẽ lật cái mặt còn lại ha. Mặt còn lại á, bên phần thịt thì mình cũng không cần chiên lâu quá đâu. Thịt vừa săn tới là được. Sau khi mình đã chiên vàng đều hai mặt như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ vớt ra và ngâm qua nước lạnh thêm 10 phút nữa nha. Trong khi chờ đợi thịt nguội thì bây giờ mình đi pha cái phần sốt để lát nữa mình ướp với thịt ha. Mình sẽ sử dụng 40 gram ngũ vị hương, 30 gram bột ngọt, 40 gram bột nêm, 40 gram dầu hào, 4 muỗng nước tương, 30 gram đường phèn. Để cái phần sốt này nó thơm ngon hơn á thì cái phần hành tỏi mình phải phi lên trước nha. Mình sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn. Mình cho tỏi vào trước. Mình phi cho phần tỏi thơm lên rồi mình bỏ hành vào. Sau khi cái phần hành tỏi đã rất là thơm rồi thì mình sẽ đổ phần sốt hồi nãy vào. Mình dùng thêm 100ml nước lạnh đổ vào đây. Như vậy là mình đã có một cái phần sốt rất là đặc biệt, rất là thơm nè. Sau khi phần thịt của mình đã ngâm qua nước lạnh 10 phút rồi thì bây giờ mình sẽ mang ra để cắt ha. Cả nhà cũng sẽ cắt 1cm nha. Sau khi phần thịt heo mình đã cắt rất đều rồi ha. Miếng thịt của mình có bề dày là 1cm. Chọn một miếng ba rọi ngon thì khi mình làm ra cái phần thịt nó sẽ rất là đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ bỏ hết cái phần sốt này vào để mình ướp nha. Lúc này cái phần trong của miếng thịt đang rất là nóng, sau khi mà mình xối cái phần sốt cũng nóng lên nữa thì nó sẽ rất là nhanh thấm. Ở đây mình sẽ ướp từ 20 đến 25 phút là đủ ha. Sau khi cái phần thịt của mình đã ướp được 20 phút thì giờ mình sẽ xếp vào tô ha. Mình sẽ xếp một lớp thịt và một lớp khoai môn, cứ như vậy mình xếp lần lượt ha. Cái phần da sẽ úp xuống bên dưới. Lát nữa khi mà mình úp ngược lại á, cái phần khâu nhục của mình có đẹp hay không là nằm ở chỗ mà mình xếp bây giờ này ha. Cho nên là cả nhà xếp thật là đẹp, thật là kỹ giùm em nha. Thì lát nữa ra cái phần khâu nhục của mình khi úp ngược lại sẽ rất là đẹp. Sau khi mình đã xếp đều cái phần thịt lên như thế này rồi thì bây giờ mình xối cái phần sốt còn lại vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi hấp. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi ha. Tính từ lúc nước sôi cho đến lúc mà mình hấp chín cái phần khâu nhục này á,
là 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ nước đã sôi rồi nè, mình đặt lên như thế này và mình hấp 3 tiếng ha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần rau ăn kèm ha. Cái phần cải thái này thì mình sẽ cắt khúc cái phần dài quá ra. Nước gần sôi mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Bây giờ nước sôi rồi thì mình sẽ cho phần cải vào mình luộc ha. Mình luộc cải thái này, cái khi mà cái ngọng cải nó vừa trong lại là cái phần cải của mình đã chín ha. Mình sẽ vớt ra và mình không có luộc đến lúc mà nó trong hẳn nha. Như vậy thì cái phần cải nó sẽ bớt giòn, nó không còn giòn nữa. Mình chỉ luộc cái khi mà cái ngọng cải nó vừa trong lại thôi. Nước sôi lên như thế này và cái phần ngọng cải đã trong lại nè. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra một thau đá lạnh giữ cho cải của mình xanh và giòn hơn ha. Sau khi mình ngâm với lại đá lạnh chừng 5 phút thì mình sẽ mang phần cải đi xả vắt cho sạch nước ha. Sau thời gian mình hấp đã được 3 tiếng rồi thì giờ mình sẽ dỡ thành phẩm của mình ra nha. Wow, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và dọn cái phần khâu nhục này ra nha. Mình sẽ sử dụng một cái dĩa tương ứng với lại cái phần tô, sau đó mình úp ngược cái phần khâu nhục này lên nha. Sau khi úp ngược lại thì mình sẽ dỡ cái tô ra nha. Thì mình sẽ chắc cái phần nước này ra để mình nấu lên lại một lần nữa cho nó thành cái sốt sệt sệt và mình rưới lên lại trên khâu nhục ha. Cả nhà thấy không, rất là hấp dẫn nè. Giờ mình sẽ cho hết cái phần sốt mà trong cái khâu nhục mình đã chắc ra ha, đổ vào đây. Sau đó mình sẽ sử dụng một ít bột năng ha để làm cho cái sốt của mình nó sệt lại á. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi trang trí cho cái phần khâu nhục ha. Mình sẽ xếp cải lên. Cả nhà thấy cải luộc rất là xanh nè. Mọi người luộc theo cách của em là ra cái phần cải rất là giòn, rất là xanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ rưới cái phần sốt này lên. Cả nhà thấy chỉ với một chút xíu thời gian vào bếp mình đã có một món ăn rất là ngon để đãi cả nhà mình rồi. Món khâu nhục này làm thì hơi mất thời gian một chút xíu thôi, nhưng mà nguyên liệu thì dễ kiếm. Và mình cứ nghĩ rằng là nó rất là cầu kỳ, nhưng mà không, khi mà vào bếp chế biến rồi mọi người mới biết là nó rất là nhanh, rất là dễ làm. Và món khâu nhục này ăn với cơm nóng thì cực kỳ bắt cơm luôn. Chúc cả nhà thành công với món khâu nhục này nha. Cả nhà thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào, bye bye.